cắt ngang đây. Cây lô hội dùng nhựa bôi trực tiếp lên đây. Trên cây đã có được cây lan hồ điệp nhỏ, sẽ được hồi sinh thành những bông hoa tươi đẹp rực rỡ. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ điều này để giúp các bạn có được nhiều bông hoa nở đẹp hơn trong khu vườn nhà mình, và sẽ giúp cho chúng ta có được những cây lan hồ điệp nhỏ để nhân giống được nhiều cây lan hơn từ những ngọn hoa đã tàn. Cách làm của mình rất là đơn giản và dễ. Các bạn xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình. Khi những bông hoa đã tàn, các bạn vẫn có thể giữ lại vị trí cuối cùng này. Vì ngay tại vị trí cuối cùng này, chúng ta vẫn có thể tạo được nhiều bông hoa mới. Hoặc là các bạn có thể cắt bỏ hết tất cả những vị trí mà bông hoa đã nở, nhưng chúng ta sẽ giữ lại những vị trí này. Vì đây là vị trí mắt ngủ, sẽ giúp cho những cây lan hồ điệp nhỏ hoặc là những bông hoa tiếp theo từ những vị trí này sẽ được hồi sinh. Và mình sẽ cắt ngang đây. Thì các bạn để trong một khoảng thời gian, vị trí vết cắt này sẽ tự động khô trở lại. Một câu hỏi được đặt ra, khi chúng ta tiến hành cắt ngang thì ngay tại vị trí mắt ngủ, cây sẽ mọc lên những cây lan hồ điệp nhỏ hoặc là những bông hoa mới từ những vị trí này. Nếu lượng đạm trong cây còn cao thì cây sẽ ưu tiên phát triển về những cây lan nhỏ. Nếu như lượng kali và phốt pho cao còn lại trong cây thì sẽ nghiêng sự phát triển về mầm hoa. Chúng ta tiến hành chăm sóc tốt. Khi các bạn để những mầm hoa như thế này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của cây mẹ, do đó chúng ta yên tâm. Trong quá trình chăm sóc tốt thì những mầm hoa này sẽ vẫn xanh tươi và phát triển tốt hơn. Nếu dinh dưỡng ít trên những mầm hoa để bảo toàn cho sự phát triển của cây mẹ thì những mầm hoa này sẽ tự động khô trở lại. Nếu như những vị trí này đã bị khô trở lại thì để duy trì độ ẩm, các bạn sẽ dùng cây lô hội. Chúng ta sẽ lấy phần nhựa bên trong này, mình sẽ bôi trực tiếp lên đây. Một tuần các bạn sẽ thực hiện từ 1 đến 2 lần. Thì trong khoảng thời gian ngắn, độ ẩm ở trên đây sẽ được duy trì và sẽ giúp cho cây của chúng ta mau được hồi sinh hơn từ những vị trí này. Đây là một cách làm rất tuyệt vời. Vì trong thành phần của cây lô hội có chứa một hormone kích thích sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên, và nó sẽ kích thích mầm chồi, giúp cho những tế bào phân chia rất nhanh và làm cho cây của chúng ta luôn phát triển. Mình đã thực hiện giải pháp này đem lại kết quả rất tốt, và mình muốn chia sẻ đến các bạn, khi những mầm hoa đã có trên đây, chúng ta vẫn có thể dùng cây lô hội. Các bạn sẽ dùng nhựa và bôi vào đây, sẽ giúp cho phần này phát triển nhanh hơn. Nếu như trên những vị trí của mầm hoa vẫn còn xanh và cây đang phát triển tốt, các bạn chăm sóc trong một khoảng thời gian ngắn thì những vị trí này sẽ được hồi sinh và chúng ta sẽ không cần phải làm gì cả. Các bạn cũng lưu ý, chúng ta sẽ đặt cây ở những nơi có ánh sáng, nhưng ánh sáng nhẹ sẽ góp phần giúp cho cây phát triển tốt. Nếu như ánh sáng chiếu trực tiếp hoặc là nắng gắt sẽ làm cho những chiếc lá lan này rất dễ bị vàng và cây sẽ phát triển kém đi. Khi thực hiện quá trình cắt ngang, các bạn cũng nên duy trì độ ẩm trong chậu. Đối với lan hồ điệp, độ ẩm chiếm một vai trò rất quan trọng trong sự sinh trưởng và phát triển của cây. Độ ẩm phải được duy trì từ 50 cho đến 80% thì cây sẽ hấp thụ nước và phân bón tốt hơn, sẽ góp phần giúp cho những chiếc rễ mới ra luôn khỏe mạnh và những chiếc lá non này xanh tươi tốt. Và điều đó sẽ góp phần giúp cho chúng ta duy trì sự sinh trưởng và phát triển ở những mầm hoa này, sẽ được hồi sinh từ những mắt ngủ sẽ được nhanh hơn. Mình cũng đã thực hiện thành công từ việc hồi sinh những vị trí từ mắt ngủ như thế này, sẽ có được những cây lan hồ điệp hoặc là những bông hoa mới. Và nếu các bạn muốn cho những vị trí này phát triển nhanh hơn, chúng ta cũng có thể lựa chọn nước vo gạo hoặc là nước từ vỏ trứng
các bạn sẽ phun xương lên vị trí này, thì trong khoảng thời gian ngắn những vị trí này sẽ mau phát triển hơn. Và đây cũng là một vị trí mà mình đã cắt ngang. Sau khi chăm sóc tốt trong một khoảng thời gian thì tại vị trí này sẽ được hồi sinh thành những bông hoa tươi đẹp rực rỡ. Cách làm này sẽ giúp chúng ta hồi sinh được nhiều bông hoa hơn. Và đây là kết quả mình đã đạt được từ phương pháp này. Trên cây đã có được mầm hoa mới ngay tại vị trí vết cắt. Và bên đây cũng vậy, trên cây đã có được cây lan hồ điệp nhỏ. Và đây là một trong những biện pháp để giúp các bạn nhân giống được nhiều cây hơn với một cách làm vô cùng đơn giản và dễ. Video mình xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình, các bạn nhớ like, chia sẻ và nhớ nhấn chuông để tiện theo dõi những video mới nhất mình sẽ tải lên cho các bạn xem. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công trong việc trồng và chăm sóc những cây lan hồ điệp tại nhà.